Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Bị cáo trong vụ cháy kinh hoàng làm 8 người chết ở Hà Nội lĩnh án. Vào chiều ngày 4 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo trong vụ cháy kinh hoàng làm 8 người chết vào năm 2019. Cụ thể, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Vũ Khánh Sơn, sinh năm 1979, trú tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại công nghệ Môi trường 79 ra xét xử. Ông Sơn bị truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Về diễn biến vụ việc năm 2012, bị cáo Sơn thuê khu đất có nhà xưởng. Khu đất đã có nhà xưởng được xây dựng sẵn ở đường Đại Ninh, Nam Từ Liêm. Sơn thuê khu đất này để làm nơi tập kết thùng nhựa đựng rác do công ty sản xuất. Đến năm 2016, bị cáo là giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại công nghệ Môi trường 79 đã mua lại mảnh đất này. Sơn đã tự sửa chữa, cơi nới xưởng và thiết kế lại hệ thống điện của nhà xưởng. Khu vực này thường xuyên có từ 2 đến 6 công nhân làm việc, ở lại sinh hoạt tại nhà xưởng. Vào rạng sáng ngày 12 tháng 4 năm 2019, vụ hỏa hoạn bùng phát tại dãy nhà xưởng rộng khoảng 900m2 của Sơn. Lúc này, bên trong có 9 người, trong đó có 7 công nhân, 2 cháu bé đang ngủ. Hậu quả làm 8 người chết, trong đó có 2 cháu nhỏ. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định do chập điện, tổng giá trị, tài sản, thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng. Vụ hỏa hoạn còn gây thiệt hại nặng nề cho một số ngôi nhà xung quanh. Nhà chức trách xác định Sơn là người đứng đầu cơ sở sản xuất đã không làm tròn trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy, không phổ biến nội quy chữa cháy tại nhà xưởng của mình. Sơn còn không có phương án cứu hộ, cứu nạn và chống cháy lan. Nguy hiểm hơn, Sơn còn cho công nhân ngủ lại xưởng nhưng phòng ngủ không được ngăn cách với khu vực dễ cháy ra cháy nổ. Trong quá trình giải quyết vụ việc, Sơn đã bồi thường gần 1,2 tỷ đồng cho người bị hại. Tại tòa hôm nay, gia đình các bị hại đều xin giảm nhẹ hình phạt cho Sơn. Về phía bị cáo, Sơn thừa nhận hoàn toàn hành vi vi phạm. Sau nghị án, tòa quyết định tuyên phạt Vũ Khánh Sơn 6 năm 6 tháng tù. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.